rồi, đất ơi. Ngọc Ruby, sao con lại bắt chị sang làm thế này? Con tự làm mà mẹ. Ruby, thế rồi, để cho Ngọc Ruby một trận nhá. Không đúng rồi, con tự làm đấy. Con tự làm hay là Ngọc Ruby bắt chị bằng làm đúng không? Không, chị bằng chị bảo là con biết phải làm đúng không? Ui, bạn hết tay rồi, con ngồi ra đây con ngồi ra đây. Con thích làm, con không phải làm, việc này là việc của em nhá. Ô, cứ bánh mì của mẹ. Ngọc Ruby, sao con lại làm bẹp bánh mì của chị ra thế này? Phải, con bẹp con ăn. Ôi dồi ôi, giờ này mà nó vẫn còn ngủ. Ngọc Ruby ơi, Ngọc Ruby. Ôi con gái của mẹ, Ngọc Ruby, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà con ngủ? Dậy ngay chứ mẹ, thanh năng, con thanh năng con gái của mẹ ơi. Ôi, đâu, con gái của mẹ. Con gái của mẹ ngủ, con không ngủ dậy hả? Con có mệt không? Khi nay mình sẽ làm thế nào? Ôi ngủ, con gái của mẹ hôm nay ngủ dậy sớm vất vả hả? Ngọc Ruby, sao giờ này con mới ngủ dậy? Con dậy đâu? Thế con phải biết là nhiệm vụ của con là phải dậy sớm để luộc trứng cho chị ăn này, mua đồ ăn sáng cho chị ăn này và chuẩn bị tất thứ cho chị ăn cơ mà. Chỉ có chị mới được ngủ dậy muộn, còn con phải ngủ dậy sớm cơ mà. Sao con giờ này mới ngủ dậy? Con khác chị, con không được ngủ như chị nhá. Con phải có nhiệm vụ dậy sớm để luộc cho chị 10 quả trứng này, nấu cho mình chị một bát mì chút và chút này, để cho chị ăn này, tí chị con đi học, con nghe chưa? Từ giờ trở đi con không được phép ngủ cùng ở đây với chị này, không được ngủ dậy muộn như chị này. Ô ô, con thấy con mẹ con đùng buồn, con nhìn này. Đi mẹ đi. Ôi, con buồn lắm, con đau lắm. Con làm sao? Ô, con bị lẻ à? Được rồi, tí mẹ sẽ mua sáp lẻ cho con nhá. Nhá, con đang nhìn này, con nhìn này. Wow. Thấy chưa? Thích ơi là thích cái bánh mì này là mẹ mua Pixie cho con đây. Mẹ ơi, con bánh mì con đâu? Con á? Con cố ăn bánh mì à? Đây, lẻ tinh con dậy sớm cho con bánh mì này. Con không xin à? Xin mẹ ơi, sao bánh mì của chị dài đi cả tô thế mà. Bỏ bánh mì, con chỉ cho một cái bánh mì kia thôi. Thì con người nhỏ cái kia con ăn nhiều làm gì? Béo gì xấu trai nhá. Con ăn như thế để cho nó khỏe, để làm việc cho khỏe nhá. Xin con nghe mẹ nhá. Con ngồi đây nhá. Phải ăn nhiều để làm sẽ được. Con không cần ăn nhiều, mẹ bảo không mà không phải ăn nhiều nhá. Bây giờ nhiệm vụ của con này luộc cho chị 10 quả trứng này, nấu cho chị một bát mì này. Sao chưa xin con đã ăn đi kia? Thôi cho mẹ không tính quên luôn. Bây giờ nấu cho chị ăn xong con mới được ăn nhá. Nấu luôn cho chị 10 quả trứng này, nấu một bát mì giúp cho chị này. Bây giờ mẹ sẽ đi mua sáp để cho con gái và mượn thêm một số đồ cho con gái. Không mẹ ơi, mẹ nấu được sợi mì nó to, nó sợi dài quá, nó chị không nhai được. Nhưng mà em sợ mẹ ăn sẵn này vào cái con mẹ chị là chị lại đau thêm cái đôi cái đấy thôi. Làm gì có mẹ, không ăn nhiều, làm việc đi nhá. Bây giờ mẹ sẽ đi mua đồ cho con gái của mình nhé. Mẹ ở nhà con ăn nhé. Ừ, con ở nhà con ăn bánh mì nhá. Ngọc Ruby không được cho Ngọc Ruby ăn cái bánh mì to này nhá. Đây là bánh mì của con, mình con ăn thôi. Ngọc Ruby nhớ chưa? Con nấu nhanh cho chị. Hết mẹ. Không ăn hết thì con để đấy, không được cho em. Cho mẹ được không? Đi chào mẹ bé rồi. Bye bye mẹ. Nhưng mà sao mà tội nghiệp Ngọc Ruby đó nhỉ? Có mỗi một cái mẫu bánh mì nhỏ xíu. Ngọc Ruby ơi, sợ cái chuyện gì giờ mà chị rất thích nấu, cho chị nấu nữa nhé. Không, chị đi lâu lắm, bao giờ chị thấy yếu, chị gọi từ ngoài cửa phát là chị thôi nhé. Chị nấu quá. Bi hay là ngoài bàn kia rộng với cả mát lắm, chúng mình chuyển đồ ra ngoài đến nấu cho nó dễ đi. Vâng. Để gọi hai cái bánh mì vào. Cầm nhau. Được rồi. Rồi. Không biết mẹ đi mẹ mua gì cho chị nhỉ? Chị hồi hộp quá trời. Đồ sắc này à đấy kìa. Ồ, mẹ còn bảo là mua một thứ đồ khác nữa. Đây, cho lên đây. Đúng 10 rồi, vừa lấy chị đếm trong mỗi một cái gói trứng ấy là có 10 quả, à 5 quả trứng. Hai gói trứng, em nấu hai gói trứng, thế là đủ 10 quả cơm gì. Đây là đĩa.
Còn ba cái đĩa nè. Chị ơi, em cứ lấu đi. À, em có thích ăn cái bánh mì to hả chị không? Em không. Chắc chắn là em có mà. Hay là để chị bẻ ra cho hai chị em mình mỗi người một nửa nhá. Này, cầm đấy nhá, chúng mình ăn ở giữa này. Xong rồi tí nữa mẹ có hỏi thì chị sẽ bảo là chị đã bẻ ra chị ăn rồi nhá. Không sợ đâu. Ôi giời đất ơi, Ngọc Ruby, sao con lại bắt chị đang làm thế này? Con tự làm mà mẹ. Ngọc Ruby, chết rồi, mẹ cho Ngọc Ruby một trận nhá. Không được, con tự làm đấy. Con tự làm hay là Ngọc Ruby bắt chị bằng băng làm đúng không? Không, chị bằng chị bảo là con biết không phải làm. Ui bẩn hết cả tay. Ôi bẩn hết tay rồi, con ngồi ra đây, con ngồi mẹ ra ơi, đây. Nhưng mà con thích làm. Con thích làm cũng không phải làm, việc này là việc của em nhá. Ô, cái bánh mì của mẹ. Ngọc Ruby, sao con này lại bẻ cái bánh mì của chị ra thế này? Phải, con bẻ con ăn. Ô đúng không, Ngọc Ruby? Làm nấu mì nhanh lên. Thế con luộc trứng cho chị ăn chưa? Con rồi, trong đây. Đang ngộp à. Mẹ ăn đi. Ồ, thôi, để đây đây cho con gái của mẹ ăn này. Con gái của mẹ còn đi học nhá. Con học hành vất vả nhá. Cho nên mẹ sẽ mua đồ cho con ăn nhá. Con nhìn đi này. Mẹ mua rất là nhiều đồ cho con này. Em đi đi. Con nhìn đi này, à đây mẹ sẽ giới thiệu từng đồ một nhá. Đây là một chiếc khăn vàng cổ cho con gái của mẹ, xinh tươi, xinh trắng luôn nhá. Xinh ơi là xinh nhá. Đấy. Ngọc Ruby nấu nhanh tay lên nhá. Em một con chiếc quàng ngay kiểu thắt được cho mẹ. Đây đây này, mẹ mua cho con hai cái quần bất đẹp chưa? Đẹp thế. Đẹp ơi là đẹp luôn mẹ nhá. Ơi, thế một quần áo của con. Ui giời, con mặc việc gì phải mặc quần áo. Đây, con cái quần áo này con mẹ mua cho con 10 năm rồi, cứ thế mà mặc chứ việc gì mà phải quần áo mới làm gì nữa hả? Mẹ ơi, nhưng mà em ngắm lắm rồi, áo trong hóa ra kìa. Đâu cả em, mẹ mua cho con này. Hai cái quần tóc con đi này, cũng còn đẹp luôn, đẹp chưa? Đấy. Chị ơi, chị A thôi, con nấu cơm đi cả chị. Để mẹ con đang giới thiệu đồ cho chị. Đấy, hai cái quần tất của con nhá. Sao thế, con sẽ thay quần. Chị Băng ơi, chị Băng. Mẹ dạy con có được nói cắt ngang là mẹ với chị đang nói chuyện không? Con ngồi nuôi ra kia nấu mì đi. Xong là bày lên cho mẹ với chị ăn nhá. Trời ơi, mẹ có thấy không? Xong là dọn sạch đồ đi, không là ăn đoán con nhá. Xong là dọn sạch đồ đi. Rồi là đi dọn dẹp nhà cửa đi nhá. À, quên. Wow, đẹp quá. Mẹ mua cho con gái của mẹ đi đấy. Con nhìn này, ở đây lại còn có hoa này. Đẹp nhỉ. Con có thích không? Có, thích đấy. Nhi. Mẹ ơi, mua cho con một đôi giày để con đi qua mùa đông đi. Con á, con đi dép là được rồi. Con cần phải đi giày. Đấy, quần này, tóc này. Gì không? Wow. Bảo hiểm này đường nhá, để phòng tránh tai nạn giao thông mà chẳng may có ngã xe thì cái đầu của con mà đập xuống nó cũng không bị làm sao. Con nhớ chưa, đẹp chưa? Đấy, đúng màu vàng con thích đúng không? Đúng không nhỉ? Chắc xong rồi mẹ ơi. Xong rồi hả? Chắc xong. Sao con nấu gì mà nấu lâu thế? Đây đây em ơi. Đấy, thì đồ của con mẹ để đâu nhỉ? Nấu cho con vào, ngồi đây. Hai mẹ con nhìn con mình ăn nha. Mẹ ơi, chứ còn em thì sao, em ăn cái gì em không phải ăn con ạ? À, em có nhìn này, khỏe như lực sĩ kia, việc gì phải ăn đúng không? Nào,
bảo là Ruby đưa cho mẹ. Đâu có nhiều đồ này mà. Không chưa? Không Ruby. Con này chậm quá. Hay là cho em một quả trứng thôi. Ông cho em được. Để cho con ăn một điều vào con này. Rồi, đưa bát mì cho mẹ. Suốt ngày em làm việc nhà, nên bây giờ ăn đi, ăn nhiều lắm.